Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 71. Đợi đến khi Dương Tĩnh Sơn và Dương Tĩnh Nham xem kỳ tấm khăn gấm kia, những gì họ nói với Dương Thạch Thị lại khác với những gì Dương Tĩnh Uyên nghe được. Lá cây là loại tơ lụa tốt nhất ở phía đông đường. Nhụy hoa là loại gấm nổi tiếng nhất của phố nhỏ phía tây. Những màu phấn này được làm từ gia truyền của nhà dư và nhà châu với bột hoa ngọc lan và bạch đào. Dương Đại Lang thuộc lão như lòng bàn tay, sau cùng hít một ngụm khí lạnh. Nương, nàng ta hiểu rất rõ về các xưởng nhuộm tơ của Ích Châu. Ích Châu có hàng ngàn xưởng nhuộm tơ, cùng một loại tơ hồng nhưng lại có những khác biệt nhỏ nhất. Nàng có thể phối màu rất tài giỏi. Dương Nhị Lang tiếp lời. Ta thấy để thêu được bức tranh mây tan trăng hé này cần đến 12 loại màu. Nương, ta và đại ca có cùng ý kiến. Triệu gia chuyên về gấm, đặc biệt là loại gấm hai mặt. Chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo đan cơ. Nếu không có phối màu như vậy, chắc chắn đan cơ không thể làm nổi bức tranh. Dương Thạch Thị cẩn thận nói. Đây mới là giá trị của nàng. Nhân tài như vậy, Dương gia phải có được. Nàng mỉm cười. Tam Lang đã để mắt đến nàng. Nương định cầu hôn nàng cho Tam Lang. Hai anh em Dương Tĩnh Sơn nghe vậy mừng rỡ nàng trở thành tức phụ của Dương Gia, giúp Dương Gia phát triển nghề gấm, lại còn thành toàn nhân duyên cho Tam Lang. Đúng là vẹn toàn đôi bên, chỉ có như vậy mới có thể mời nàng vào Dương Gia chúng ta. Dương Thạch Thị khẽ nhíu mày nói. Ta lo rằng Triệu Gia sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng không sao, nương sẽ lo liệu. Quý anh anh hồn nhiên chưa biết gì, trong một đêm, Dương Thạch Thị đã quyết định thay Dương Tĩnh Nguyên cưới nàng vào cửa. Nàng cùng quý thị dùng điểm tâm, hai mẹ con ngồi cùng nhau thiêu thùa may vá quý diệu đình vội vã đến hai mẹ con rất ngạc nhiên quý thị buông việc trong tay hỏi đại lang chẳng phải con cùng quý phú đi mua thuốc nhuộm sao sao lại đột ngột trở về quý diệu đình nhìn quý anh anh một cái nghĩ rằng muội muội sớm muộn cũng sẽ biết nên nói thẳng vừa ra khỏi cửa triệu nhị lang đến ta thấy người hắn không bình thường toàn thân mùi rượu Hắn la hét muốn gặp muội muội, ta sợ láng giềng bị quấy rối nên đành dẫn hắn vào. Cái gì gọi là người không bình thường? Hắn không phải là không uống rượu sao? Quý anh anh căng thẳng, tay lập tức đổ mồ hôi, đến nỗi Kim cũng không giữ nổi. Thấy Mẫu thân và Ca ca đều nhìn mình, nàng vội đứng lên, bưng khay đựng đồ thiêu. Nương, ngài bảo hắn đi đi, hai nhà không có duyên phận, sau này đừng đến tìm con con, con sẽ ở trong nhà thiêu thùa. Bên ngoài động tĩnh nàng nghe rõ, không phải là nàng không muốn gặp Triệu Tu Duyên, mà là không cần thiết gặp lại nữa, gặp lúc dễ dàng đừng lúc khó, tội gì tìm thêm phiền phức cho mình. Quý thị nhìn theo bóng dáng con gái vào phòng với ánh mắt phức tạp, rèm cười nhẹ nhàng dung dinh, khiến lòng Quý thị cũng lắc lư theo. Tin tức lan truyền nhanh chóng, cả tam đạo Yền và ích châu thành đều biết tân cẩm vương gia muốn kết hôn với tiểu thư nghiêu gia phó đồ đốc triệu tu duyên sao còn tìm anh anh nữa trong lúc đang suy nghĩ quý diệu đình đã dẫn triệu tu duyên vào triệu tu duyên mặc một bộ đồ tơ lụa xanh bình thường áo quần nhiều nếp nhăn và thấm đẫm vết rượu trên cằm hắn mọc đầy râu xanh mượt trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi bộ dạng này làm quý thị giật mình nhị lang ngươi mệt mỏi hay bệnh sao sắc mặt không tốt lắm quý thị nghĩ rằng sau khi đấu gấm kết thúc triệu tu duyên đã gắng gượng suốt một tháng vừa thả lỏng tâm tình thì bệnh tật liền ập tới triệu tu duyên mở áo quỳ gối trước mặt quý thị đầu lắc lư nhưng không nói lời nào người đại đường rất khó khăn khi quỳ xuống cúi thấp đầu khom lưng là đại lễ quý thị hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế không dám nhận lễ của hắn quý diệu đình cũng sợ hãi tiến lên đỡ triệu tu duyên cố gắng keo hắn đứng dậy và đưa hắn ngồi lên ghế bành tức giận nói triệu nhị lang ngươi đang làm gì vậy trên mặt triệu tu duyên lộ vẻ sầu thảm hắn nắm lấy tay của quý diệu đình đại lang để ta gặp anh anh quả nhiên vẫn là vì muội muội quý diệu đình tức giận gạt tay hắn ra giận dữ nói triệu tu duyên ngươi đã đính hôn với nhiều ngũ nương năm trước đã phải đón dâu ngươi còn tìm muội muội ta làm gì làm cái gì triệu tu duyên như khóc mà không phải khóc như cười mà không cười giọng khàn khàn khó nghe ta biết ta không thể cưới nàng ta lại không thể tìm nàng ta còn đến đây làm gì hắn loạng choạng đứng lên chán nản hành lễ với quý thị rồi chắp tay chào quý diệu đình từng bước nặng nề ra ngoài quý thị và quý diệu đình trao đổi ánh mắt rồi quý diệu đình đuổi theo hắn khi tới cửa hai người hầu vội vàng tiến lên đỡ hắn triệu bình nhỏ giọng nói với quý diệu đình lang quân nhà ta tối qua uống rượu suốt đêm sáng nay mới bị lão gia phu nhân dạy dỗ lang quân trong lòng rất khó chịu triệu tu duyên nghe thấy xoay người tát vào mặt hắn giận dữ nói ai bảo ngươi nói lắm nhị lang quý diệu đình tiến lên ngăn lại thở dài khuyên nhù nhị lang nhân duyên là do duyên số còn phải chú ý môn đăng hộ đối ngươi không nên quá khổ sở lệnh của cha mẹ không phải lỗi của ngươi nhà chúng ta sẽ không trách ngươi ngươi và muội tử ta không có duyên ngươi tự hành hạ mình thế này nàng cũng không chịu nổi đi thôi mắt triệu tu duyên đỏ lên nắm lấy cánh tay quý diệu đình không buông đại lang ta chỉ muốn nói thêm vài lời với nàng giọng hắn nghẹn ngào nhìn quý diệu đình cũng đau lòng nói thêm cũng vô ích Quý anh anh ôm khay đựng đồ thiêu ngồi trên giường trong nhà, nghe động tĩnh bên ngoài, lòng vốn bình tĩnh giờ lại trở nên bất an. Nàng ném khay đựng đồ thiêu bước nhanh xốp rèm cửa đi ra ngoài. Anh anh! Thấy nàng đột nhiên xuất hiện ở cửa, triệu tu duyên như hóa đá. Hắn buông tay quý diệu đình, liên tục chỉnh lại áo bào, cười mốc nghếch. Ngươi ở đây à? Vừa mở miệng, quý anh anh liền ngửi thấy mùi rượu. Mắt nàng đỏ hoe, chỉ vào hắn mắng ngươi không biết uống rượu mà uống làm gì nhìn ngươi hiện tại thành ra thế nào bị cầm vương làm điên rồi à ta sẽ về rửa mặt rồi đến gặp ngươi mắt triệu tu duyên đột nhiên sáng lên xoay người đi ra ngoài ngươi đứng lại đó cho ta quý anh anh nổi cáu quát thấy triệu tu duyên nghe lời quay lại ngơ ngác nhìn mình quý anh anh nước mắt liền rơi tu duyên ca ca sau này đừng tìm ta nữa ngươi về nhà tắm rửa Ngủ một giấc rồi tỉnh táo lại. Ta, ta cũng sẽ đính hôn và lập gia đình. Nàng gần như ngay lập tức đưa ra quyết định, thấy mắt Triệu Tu Duyên càng mở to, quý anh anh không kìm nổi quát. Ta đã đính hôn, đính hôn với Thịnh Đại Lang, nếu ngươi còn như vậy, ta sẽ coi thường ngươi. Nàng quay đầu chạy vào trong nhà. Anh anh, Triệu Tu Duyên như đột nhiên hiểu ra, nắm lấy tay nàng. Ngươi lừa ta. Chương 72 quý anh anh thấy ánh mắt sợ hãi của triệu tu duyên, nàng đang lừa dối hắn, nhưng có phải hắn cũng đang tự lừa mình không? Nàng nhớ lại năm ngoái, khi gặp nhau ở phía sau núi Trúc Lâm Tự, hắn đã tặng nàng một chiếc châm. Sợ mẹ biết sẽ trách mắng, nàng không dám nhận. Nàng cố tình trêu chọc hắn. Ta không gả cho ngươi, cần châm của ngươi làm gì? Triệu tu duyên lúc đó cười. Ngươi không gả cho ta thì gả cho ai? Nàng tính tình nóng này không để ai thoát, nói. Vậy ngươi mời bà mối tới cầu hôn đi, khi bà muốn đến, ta sẽ suy nghĩ xem có đáp ứng không. Hắn tức giận dậm chân. Được, ngươi chờ đấy, khi ta qua sinh nhật 18 tuổi, ta sẽ mời bà mối tới cầu hôn. Ngươi dám không đáp ứng. Lúc đó, lòng nàng ngọt ngào, chạy điên cuồng trên núi, vừa chạy vừa cười. Không cần ngươi. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng giữa nàng và hắn lại trở nên như bây giờ. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đã thay đổi, thế sự xoay vần. Nhớ lại trước đây, nàng chỉ là một cô gái ngốc nghếch, không hiểu chuyện. Tính tình thẳng thắn, vô tư vui vẻ, nàng chưa từng hiểu sự khác biệt giữa hai người về gia tộc, dòng dõi và trách nhiệm. Từ trước đến giờ, nàng không biết rằng đằng sau vẻ ngoài đơn giản ấy là những nỗi khổ bất đắc dĩ mà nàng chưa từng trải qua. Đáng tiếc, tấm màn che mặt đã được vén lên nàng không còn là quý anh anh vô tư không lo nghĩ ngày nào nữa buông tay ra triệu gia dù phú quý cũng không thể đắc tội với quan gia tu duyên ca ca ngươi là con trai trưởng của triệu gia tương lai sẽ thừa kế gia nghiệp chẳng phải vì điều này mà ngươi mới đồng ý với chuyện hôn sự do gia đình định đoạt ta không trách ngươi dù ngươi không thích nghiêu ngũ nương khi nàng trở thành vợ ngươi ngươi cũng nên kính trọng nàng ngươi tìm đến ta thì có ích gì cánh tay truyền đến cơn đau, triệu tu duyên dùng sức, ánh mắt thay đổi. Người nhanh như vậy có thể quên ta sao? Anh anh, người thật sự hận ta sao? Hận ta không giữ lời hứa, nên người mới đưa khăn gấm cho hắn. Quý anh anh, sao ngươi lại nói dối muốn đính hôn với Dương Tam Lang? Cửa Dương ra cũng không dễ bước vào đâu. Quý anh anh nhìn hắn, lòng dần trở nên lạnh lẽo. Thực ra, trong lòng nàng vẫn còn hy vọng. Hy vọng rằng sau nhiều năm gắn bó, Triệu Tu Duyên sẽ tin tưởng mình. Mẹ và anh trai đều nhẫn nhìn, hy vọng nàng có thể hiểu chuyện. Nàng yên lặng nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Không phải ta đưa, thật mà. Nàng hy vọng trong mắt hắn có chút thoải mái. Dù không có duyên phận, nàng cũng không muốn bị hắn hiểu lầm mà oán hận mình. Ha ha. Hắn không tin, chiếc khăn gấm đó rất quan trọng với triệu gia, chẳng lẽ nàng không biết sao? Tùy tiện làm rơi, lại trùng hợp bị Dương Tĩnh Uyên nhặt được. Triệu và Dương Gia là đối thủ mà, hắn không tin có sự trùng hợp như vậy. Tiếng cười của hắn bộc lộ sự vất vả và dối ren của người đang cực kỳ tức giận. Hắn dùng sức mạnh, dường như mọi oán hận biến thành sức lực, muốn cắt đứt cánh tay nàng. Quý anh anh đau đến toát mồ hôi chán, dùng sức gỡ tay hắn ra, lớn tiếng nói. Có tin hay không là tùy ngươi, ngươi bị lừa đá vào đầu sao? năm trước ngươi đã phải thành thân, giờ đến tìm ta có ích gì? Ngươi muốn thấy ta tự tử vì ngươi mới vừa lòng sao? Nếu ngươi không thể bỏ ta, thì hủy hôn với Như ra đi. Đột nhiên, âm lượng và sắc mặt của nàng khiến quý thị và quý diệu đình sợ hãi. Quý diệu đình đã sớm khó chịu, tiến lên kéo triệu tu duyên ra, đẩy quý anh anh ra sau lưng. Triệu nhị lang, anh anh nói có sai không? Ngươi không thể cưới nàng, nhà chúng ta không oán ngươi ngươi sáng sớm chạy đến gây rối làm gì? Trông cậy vào muội tử ta làm thiếp ngươi sao? Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Nếu ngươi thật lòng với nàng, ngươi có đành lòng để nàng chịu khổ sở như vậy không? Triệu tu duyên bị đầy lào đào, oán khí tích tụ trong lòng bộc phát. Ta không khó chịu sao? Ta có cách nào? Ta... Hắn dừng lại, giọng dần thấp hơn. Ta không thể bỏ ngươi. Ngươi lại trước mặt ta tình tứ với Dương Tam Lang, bình thản và kiên quyết như thể chỉ mình ta khổ sở ta thấy chiếc khăn gấm trong tay hắn như có ai đâm ta một nhát dao khi biết tin hắn đính hôn nàng cảm thấy trời đất sụp đổ quý anh anh che miệng xoay người khóc chạy vào phòng cơn giận của quý diệu đình dần tan hắn vỗ vai triệu tu duyên nhị lang anh anh không hơn ngươi nhiều ngươi đi đi một tia hy vọng lóe lên trong mắt triệu tu duyên hắn không kìm lòng bước tới phòng anh anh ngươi lừa ta, ngươi chưa đính hôn, trong lòng ngươi còn có ta. Trước mắt hắn chợt lóe một bức váy, quý thị bước lên, chắn trước cửa. Nhiều năm trước, nàng bị em gái bày mưu với quý lão gia trong vườn. Dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt trách móc của mẹ cả đã khiến nàng đau đớn, xấu hổ muốn chết. Nàng giữ trinh tiết, nuôi lớn con trai con gái. Nàng tự hỏi mình đã cho con gái đủ không gian, không muốn con giống mình yếu đuối trước kia nàng cũng cho con gái tự do lựa chọn nhân duyên. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng cho phép Triệu Tu Duyên ép con gái mình làm thiếp từng bước như vậy. Mọi người đều nói Triệu gia đại phòng con trai trưởng Triệu gia nhị lang quân thông minh, tài hoa hơn người. Sao nàng phải lừa ngươi? Ngươi không nghĩ ra sao? Nữ tử sống ở thế gian này thật khó khăn. Nàng chịu vì ngươi mà đồng ý gả cho người khác. Ngươi sắp đón dâu, lại còn dây dưa không ngừng. Triệu nhị lang, ngươi không phụ lòng nàng sao? Dù con gái ta có người trong lòng, ta cũng không cho phép nàng cam chịu hạ tiện lập gia đình làm thiếp. Nếu ngươi nghĩ như vậy, hãy bỏ ý định đó đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 73. Quý thị quay người lại và trở về phòng. Lý mama cùng Quý mama, những người quản lý của hồi môn, lập tức đứng chắn cửa như những thần hộ mệnh. Quý mama tức giận đến mức toàn thân run rẩy, tại gia đình tự ở Trường An ngay cả những người thuộc dòng dõi hoàng tộc cũng đến xin cưới con gái nhà mình hiện tại lại để cho một người con trai của gia đình thương nhân phải chịu đựng khó chịu quý diệu đình cảm thấy mẫu thân đã nói đủ rõ ràng liền ra hiệu tiễn khách triệu tu duyên chắp tay chào quý diệu đình sau đó cùng hai người hầu rời khỏi nhà họ quý ra khỏi cửa chính nhà họ quý triệu bình cẩn thận nhìn hắn một lần triệu tu duyên lạnh nhạt nói làm tốt lắm thưởng thêm mỗi tháng tiền triệu bình hiểu ý của hắn khẽ từ chối tôi xử lý việc không tốt không dám nhận thưởng của lang quân ngươi sẽ nhận thưởng nhìn kỹ biết phải làm gì không tôi hiểu chỉ cần có bà mối đến liền khuyên họ trở về biết khuyên thế nào không nếu lời nói không khuyên được sẽ dùng nắm đấm và gậy gục triệu bình và triệu an xoa tay gật đầu liên tục triệu tu duyên quay đầu nhìn lại cửa chính nhà họ quý trong lòng ngập tràn thương cảm quý anh anh, ta chỉ muốn cho ngươi một lời giải thích. Tại sao ngươi lại đưa chiếc khăn gấm đó cho Dương Tịnh Nguyên? Ngươi dám làm nhưng không dám nhận, còn tự mình đến để quyến rũ ta. Ta đã nói lớn tiếng như vậy, chỉ cần ngươi gật đầu, ta sẽ nghĩ đủ mọi cách để Nghiêu Gia đồng ý, cho ngươi vị trí chính thê. Nhưng ngươi lại không hợp tác, với tính tình của ngươi, nếu ngươi chịu, ngươi sẽ không trốn tránh như vậy. Ngươi hận không thể để ta biến mất khỏi mắt ngươi. Hận không thể lập tức trèo lên cành cao của Dương gia phải không? Ta đã đợi ngươi một đêm, dù cho ngươi thắp sáng đèn, ta cũng không hận ngươi như vậy. Ta đợi đến hừng đông, đợi đến tuyệt vọng, ngươi có biết không? Hắn nghĩ rằng trong lòng nàng vẫn còn có hắn, hắn một đêm không ngủ, cố ý không rửa mặt để đi gặp nàng. Trước đây hắn chạy tới trúc lâm tự để gặp nàng, dù mồ hôi ướt đẫm đầu, nàng cũng sẽ lo lắng không thôi. Bây giờ Triệu tu duyên chỉ cảm thấy mình ngốc nghếch. Hắn nghĩ mình hiểu rõ quý anh anh. Nhưng giờ lại nhận ra rằng tình cảm sâu đậm chỉ đến từ một phía là hắn. Triệu tu duyên từ từ quay về nhà. Tổ phụ cũng giống như mình đã nhìn nhầm. Quý anh anh và mẫu thân của nàng đều không bị phú quý của nhà họ triệu làm động lòng. Đối với hắn, cũng không có tình cảm sâu đậm như hắn tưởng tượng. Hắn cười ung dung, ánh mắt trở nên lạnh lùng vô tình. Ta đã nghĩ cho người làm chính thế nghĩ rằng ngươi sẽ nhớ tới khó khăn của ta mà đáp ứng. Ta không nghĩ tới việc để ngươi phải làm thiếp, ngươi đã vô tình, vậy thì làm nô tỳ cho nhà họ chịu đi. Thành Ích Châu có một con phố phường nhuộm, ban đầu có một tiệm nhuộm nhỏ mở ra vì thuận tiện lấy nước. Về sau dần dần hình thành một con phố buôn bán, các hoạt động buôn bán đều liên quan đến việc nhuộm, phường nhuộm cần các dụng cụ và thuốc nhuộm cho tơ lụa và vải, tất cả đều có sẵn. Nước chu sa, quạt đỏ tung châu, phấn khoáng thạch, vôi sống tư châu. Đặc sản của kiếm Nam Đạo và các quận lân cận đều được bán tại đây. Ở phía bắc của phố phường nhuộm có một tiệm thuốc nhuộm cũ. Hai cột đá cổ đứng trước cửa tiệm, nền đã phủ một lớp rêu xanh. Giữa cửa treo biển hiệu ba chữ tụ thái tác, trên gỗ sẫm màu có khắc một bộ câu đối. Vế trên, vàng nhạt vịt lục màu gà tử. Vế dưới, tuân cò bạch quả thanh chất kịch độc. Sáng sớm, tiểu nhị mở từng tấm cửa tiệm, mở rộng cửa, cầm chổi lông gà và khăn lau bụi bẩn. Mộc trưởng quỹ vừa ăn sáng xong, chậm rãi từ sau viện bước ra cửa trước, đứng ở ngưỡng cửa và híp mắt nhìn trời. Trên trời có một mảng mây trắng, nhuôm ánh sáng mặt trời ấm áp. Hắn nhìn quanh, tâm trạng tốt, hôm nay lại là một ngày thời tiết đẹp. Dậy sớm vậy, mộc trưởng quỹ. Đối diện phố, thường vại đầu đang mang theo nhi tử truyền từng chậu gốm từ trong nhà ra cười to chào hỏi dậy sớm có lợi lớn mộc trưởng quỹ cũng cười đáp lúc này một chiếc xe bò chở đầy đá xanh chạy nhanh đến dừng lại trước cửa tụ thái các người đánh xe ngồi trên càng xe đầu đội mũ rơm mặc áo sáng nhạt bên cạnh hắn còn ngồi một người đàn ông trung niên mặc áo xám sẫm cổ tròn trên môi có hai chòm râu nhỏ rủ xuống ăn mặc giống như một tiên sinh kế toán mộc trưởng quỹ mắt sáng lên lớn tiếng gọi tiểu nhị trong tiệm. Còn không mau dỡ hàng. Vừa cười vừa gọi người. Cận tiên sinh giao hàng tới rồi. Hóa đơn đã làm xong. Hầu viện tính tiền nhé. Trưởng quỹ khách sáo quá. Cận sư gia chắp tay cảm ơn, theo mộc trưởng quỹ đi vào tiệm. Thường vại đầu liếc mắt một cách tùy ý, đúng lúc gặp ánh mắt của người đánh xe ngẩng đầu lên. Cặp mắt đó như mắt báo, tinh quang bắn ra bốn phía, làm thường vại đầu sợ hãi vội cúi đầu nghĩ thầm, hán tử đó không giống người đánh xe bình thường, như là một hộ vệ. Mặc kệ nó, người ta giao thuốc nhuộm cho tụ thái các, không liên quan đến nhà mình, liền bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Vào xương phòng ở hậu viện, cận sư gia ngồi xuống ghế chủ vị ở giữa, mộc trưởng quỹ cung kính cúi đầu hành lễ, tự mình rửa tay pha trà. Sau khi uống một chén trà, toàn thân cận sư gia đều thư giãn, lúc này mới khẽ hỏi. Như thế nào? Mộc trưởng quỹ cười nói. Tiên sinh đến đúng lúc, quý đại lang hôm nay đến nhập hàng. Cận sư gia theo thói quen vuốt tròm dâu, hài lòng nói. Quý gia tự mình nhuộm thục hồng tơ và hoán hoa tơ. Xưa nay chỉ mua phượng huyết chu sa loại thượng đẳng từ huyện Úc. Phượng huyết chu sa sản lượng không nhiều, chủ tử đã đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn để đặt hàng năm nay. Đã gửi gấp đến đây, màu xanh đã chuẩn bị tốt chưa? Đã chuẩn bị sẵn vẹt lam loại thượng đẳng nhất cho quý gia. Giá cả so với nhà khác là thấp nhất, quý gia không lấy từ tụ thái các thì không thể có. Cận sư gia toàn thân thư giãn, cười nói. Hiểu được ngươi những năm qua đã vất vả, đợi bí truyền của quý gia vào tay, chủ tử sẽ ghi công cho ngươi. Một sư gia vô cùng xúc động, mở bào quỳ xuống và lại ba cái liên tiếp. Khi hắn đứng dậy, lại có một chút trần chừ. Quý gia sử dụng những lùa nhuộm đó thường nhập lụa trắng từ các đan phường quen biết. Tiểu nhân không muốn làm kinh động, đã sai người âm thầm quan sát. Lại phát hiện một chuyện, trong lòng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chủ tử. Nói đi, những phiếu nợ đó, hai ngày trước đã bị triệu gia âm thầm mua đi. Các đan phường ở Tam Đạo Yển đều bắt trước theo triệu gia mà làm. Triệu gia chi ra số tiền lớn, các đan phường đó cho rằng triệu gia có ý tốt, nên trong thời gian ngắn, không nói gì với quý gia. Quý gia có thể không biết rằng triệu gia đã nắm trong tay những phiếu nợ đó và trở thành chủ nợ lớn của phường nhuộm hoán hoa. Người ngấp nghé bí truyền của quý gia không ít, triệu gia mua những phiếu nợ đó, cũng không phải muốn làm chuyện tốt. Trong mắt cận sư gia lóe lên tia sáng, đứng bật dậy từ ghế, cắn răng nói. Kền kền cũng dám tranh mồi với đàn sói. Đợi khi những phường nhuộm này có bí truyền trong tay, triệu gia sẽ là mục tiêu tiếp theo. Mộc trưởng quỹ khuyên tiên sinh không cần lo lắng triệu gia muốn bí truyền lần này cũng không phải nhằm vào bí truyền nói xong liền kể chuyện tình duyên giữa triệu đại lang và quý anh anh cho cận sư gia nghe cận sư gia vẻ mặt thư giãn bí truyền truyền cho con trai không truyền cho con gái chỉ cần triệu gia không ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta coi như là quý gia đã thêm một trọng trách hãy chờ xem thấy hắn không để tâm đến chuyện của triệu gia mộc trưởng quỹ cũng thở phào nhẹ nhõm hai người nói chuyện một cách thoải mái và tự nhiên đứng lên. Mộc Trường quỹ không nhịn được, cẩn thận hỏi. Tiểu nhân vẫn chưa hiểu rõ. Chủ tử làm vậy tiêu tốn nhiều vàng bạc và thời gian dài. Sao không trực tiếp bắt người để ép hỏi, mẹ con quý thị làm sao không sợ chết? Cận sơ gia lắc đầu nói. Phù Ích Châu, nhiều bí truyền nhuộm tơ cao cấp đã thu vào tay chúng ta, chỉ thiếu bí truyền thục hồng tơ và hoán hoa tơ của phường nhuộm hoán hoa quý lão gia khi còn sống xem bí truyền là mạng sống. Quý phu nhân vì bí truyền thề không tái giá, mẹ con quý thị không nói, tính mạng họ có ích gì. Chủ tự đọc binh thư, sách viết rằng chiến thắng mà không chiến đấu. Gấm đẹp là nhờ tơ, Trời chúng ta cũng nhuộm được tơ đỉnh cấp dệt gấm thượng đẳng, lo gì tiêu tốn vàng bạc không được. Ta đi đây, người cẩn thận làm việc. Mộc trưởng quỹ cung kính đáp. Chương 74. Triệu Tu Duyên được đưa đi, Ánh mắt của quý thị đầy lo lắng. Quay đầu lại, thấy quý anh anh với gương mặt tái nhợt từ trong phòng bước ra. Quý thị định an ủi nàng vài câu thì quý anh anh chủ động nói. Nương, người yên tâm, con không than làm vợ chính của triệu nhị lang. Nhớ đến nhiều ngũ nương với dáng vẻ kiêu căng, chỉ tay ra lệnh. Quý anh anh thật sự cảm thấy mệt mỏi. Việc không thể quên được là một chuyện nhưng nghĩ đến việc phải sống chung với nhiều ngũ nương khiến nàng cảm thấy ghê tởm như có con rết bò trên tay. Con muốn đi cùng ca ca đến phố phường nhuộm, tiện thể đến tiệm gỗ thịnh gia, con muốn gặp lại thịnh đại lang. Giọng quý anh anh ngày càng nhỏ, quý diệu đình thấy sắc mặt nàng không tốt, những ngày qua lại gầy đi, đau lòng vô cùng. Anh anh, ngươi đừng vội vàng ra ngoài, vừa rồi chỉ là nói nhảm thôi, chúng ta đã nói rõ với triệu nhị lang, không phải chỉ có thịnh đại lang là người duy nhất, ca ca vẫn còn giữ lại những món đồ, ta sẽ từ từ chọn. quý anh anh lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại. chúng ta là gia đình nhỏ, ta cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần tìm người phù hợp, có thể sống qua ngày là được. quý thị nhẹ gật đầu. Người đi đi, nếu không chọn được thịnh đại lang cũng không sao, xem như đi giải sầu. chờ đến khi hai huynh muội sửa soạn ra cửa, quý thị che miệng bằng khăn. Mồi xuống ghế khóc. Lý mama, Ngô mama cùng quý mama đi theo hồi môn đến Ích Châu phủ, hiểu rõ tâm tư của quý thị, đuổi hầu tiểu nha đầu ra ngoài, vây quanh an ủi quý thị. Quý thị vừa khóc vừa đấm ngực. Là ta âm tốt, nghĩ rằng quý gia là tiểu thương hồ, sợ nàng không muốn quay về mà bấu víu cảnh cao. Tất cả quy luật lễ nghi ta chưa bao giờ dạy nàng, nên nàng mới thành ra như vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại hiểu chuyện. Lúc trước nếu không tức giận, cắt đứt liên lạc với cha mẹ thì ở Trường An tìm hôn sự cũng tốt. Nàng xuất thân từ gia đình danh giá, dù là con thứ nhưng lúc trước vẫn được nuông chiều. Quý lão gia đối xử tốt với nàng, cuối cùng chỉ là ông chủ nhỏ của phường nhuộm. Quý thị coi cuộc sống của quý nữ ở Trường An như một giấc mơ, không muốn chạm vào ký ức cũ. Đất thục yên bình, mưa thuận gió hòa nàng chỉ mong đời đời kiếp kiếp được sống bình thản như vậy một đôi trai gái cũng chỉ cầu xin sự an bình nhỏ bé nghe nữ nhi nói chúng ta là gia đình nhỏ bị ép phải lùi một bước lòng quý thị đau như bị dao cắt quý thị uất ức vài ma ma cũng rơi lệ theo trường an đối với các nàng chỉ là một giấc mơ đẹp lý ma ma theo quý thị từ khi còn trẻ từng ngưỡng mộ thiếu niên trong vũ lâm về nhà giàu nuôi tì nữ không thua gì ngọc bích đến ích châu phủ, thà rằng theo quý thị độc thân cả đời, cũng không muốn gả thấp. Lý ma ma mở miệng khuyên. Tam cô nãi nãi được phu nhân tốt, dầu gì phu gia còn có tước vị. Tính lộ trình cũng nên đến Trường An, phu nhân bây giờ hối hận vẫn còn kịp, không bằng đưa tiểu nương tử đi Trường An, lấy tam cô nãi nãi làm cầu nối với lão thái gia lão phu nhân, nối lại tình xưa. Phủ bên trong nhớ tình thân này, cho nàng tìm hôn sự ở Trường An thịnh gia tuy môn đăng hộ đối, nhưng tiểu nương tử khẩn trương cũng miễn cưỡng. Cũng đỡ phải lưu lại đây cùng triệu gia dây dưa. Quý thị lắc đầu nói. Muội muội vừa đi, anh anh liền đi, sợ sẽ hiểu lầm ta lo lắng nàng thiếu tiền. Sau khi tự suy xét, nàng nói. Muội muội cuối năm sẽ trả tiền chuộc khế ước mua bán nhà. Khi đó Đại lang cũng thành thân, để anh anh theo lý gia người đi Trường An. Cũng đỡ nàng một mình, cách xa mấy trăm dặm, ta không yên tâm lời này vừa nói ra, vài mama đều cảm thấy đúng. quý mama vỗ ngực cười. lúc đó ta sẽ đi cùng tiểu nương tử một chuyến, phủ trong còn lão nhân quen biết, không thể không nể mặt ta vài phần. quý thị càng nghĩ càng thấy kế này tốt. còn vài tháng nữa, anh anh thông minh, hiện giáo lễ nghi vẫn kịp. lông mày nàng dần giãn ra, bớt đi nỗi lo. quý thị giữ nghiêm gia quy, không cho phép quý anh anh chạm vào thuốc nhuộm. Quý anh anh lần đầu đi theo ca, ca đến phường nhuộm. Đến tụ thái các, nàng nhìn thấy cửa phó câu đối, cảm giác như cơn gió mới thổi tan nỗi khổ trong lòng. Một trưởng quỹ nói đã có phượng huyết chu sa, cố ý giữ lại cho chúng ta. Phường nhuộm chúng ta là khách hàng lâu năm của tụ thái các. Thuốc nhuộm ở đây nhiều, ngươi xem chơi. Khi ca, ca nói chuyện làm ăn, ngươi không được xen vào. Quý diệu đình thấy mắt muội muội sáng lên, biết quyết định mang nàng đến đây là đúng phượng huyết chu sa, giá cả rất cao, phường nhuộm hoán hoa quý trọng, nàng chỉ nhìn qua, chưa từng sờ qua một viên, quý anh anh hưng phấn gật đầu. Thiếu phường chủ đến đây. Mộc trưởng quỹ thấy xe ngựa, vui mừng bước ra từ quầy. Chào hỏi xong, mộc trưởng quỹ mời quý diệu đình vào hậu viện xem hàng. Quý diệu đình quay lại nhìn, thấy mắt quý anh anh dính chặt vào thuốc nhuộm, không rời được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu muội muội là nam tử thì tốt biết bao. Với thiên phú của nàng, mẫu thân sẽ không giấu mà truyền toàn bộ bí quyết cho nàng. Quý Diệu Đình hỏi nàng. Muội tử, ca ca đi hậu viện xem hàng, người muốn ở đây xem, hay cùng ca ca đi? Phượng huyết chu sa thượng đẳng không bầy ở ngoài, quý anh anh tỉnh lại, đáp. Ta cùng ca ca đi. Nàng chính là triệu gia muốn đòi lại gia quý nhị nương triệu gia trèo cao nghiêu phó đô đốc gia tiểu nương tử, lại không muốn buông nàng. Mộc trưởng quỹ đánh giá quý anh anh, tò mò. Quý anh anh mặc hồ phục, đai lưng thắt chặt eo mảnh mai, nổi bật vóc dáng thon thả yểu điệu. Mắt hạnh môi anh đào, đúng là mỹ nhân. Mộc trưởng quỹ nhớ đến dung mạo nghiêu ngũ nương, cảm thấy triệu gia làm vậy là để chấn an triệu tu duyên, thu hồi lòng hiếu kỳ. Vào hậu viện, mộc trưởng quỹ mang ra thùng gỗ, thùng cao khoảng 2 thốn, dài 3 thước, rộng 1 thước rưỡi. Bốn góc có bao đồng, trên bàn trải giấy làm bằng tre. Hắn mở thùng, bên trong có hơn 20 bình xứ, cùng vài bình lưu ly li quý giá. Phượng huyết chu sa đựng trong bình lưu ly li trong suốt, rất bắt mắt. Trong thùng có các loại muỗng đào thuốc nhuộm, vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ. So với tai muỗng đơn giản hơn, chuôi dài nhỏ, rất tinh xảo. Mộc trưởng quỹ tự tay cầm muỗng gỗ nhỏ, đào một ít phượng huyết chu sa phấn trên giấy tre, thấy quý anh anh hiếu kỳ, cười hỏi. Quý tiểu nương tử có biết vì sao lão già này chọn muỗng gỗ không? Quý anh anh đáp. Muỗng gỗ không bị biến sắc. Thuốc nhuộm chia làm ba loại chính, khoáng thạch, thực vật, động vật. Các dụng cụ khác nhau tránh làm biến chất thuốc nhuộm, như chu sa, dùng muỗng bạc sẽ làm muỗng bị đen. Không ảnh hưởng gì nhưng dụng cụ bẩn không đẹp người thạo nghề không dùng muỗng bạc lấy liệu. Mộc trưởng quỹ ngạc nhiên. Quý tiểu nương tử cũng hiểu về thuốc nhuộm. Chương 75. Nếu là trước đây, có lẽ quý anh anh đã gật đầu. Nàng không biết cân nhắc, mang bức thiêu triệu ra trên người rồi dễ dàng bỏ qua, khiến triệu tu duyên oán giận. Quý anh anh không muốn khoe khoang kỹ năng nhuộm của mình, khẽ ngượng ngùng cúi đầu. Nhà thiếp có mở phường nhuộm, nghe ca ca kể. Quý diệu đình hài lòng với câu trả lời của nàng, mỉm cười khen ngợi. Quý anh anh lén le lưỡi với ca ca, không cần nói thêm gì nữa. Mộc trưởng quỹ cười ha ha, không đồng ý, mời quý diệu đình phân biệt hàng. Quý diệu đình cầm viên chu sa đưa lên mũi, chu sa hạng cao thường nhạt hơn, sau khi ngửi, hắn nhẹ nhàng trà sát, thấy bột phấn bám trên chu sa không bị mờ, gật đầu nhẹ. Đặt trên giấy tre, hắn nhẹ nhàng chạm móng tay, chu sa liền tan thành bột trên giấy che trắng tuyết, màu sắc nổi bật, đậm đà và tươi đẹp. Hắn gật đầu nói, hàng thượng đẳng, chủ nhân đã bỏ ra số tiền lớn để mua, giờ bán lỗ cho ngươi, có thể nói không tốt sao? Mộc trưởng quỹ lại lấy thuốc nhuộm khác. Quý anh anh tò mò nhìn, học theo ca ca cầm vài viên chu sa phấn ngửi và trà sát. Trong đầu liền nhớ cảm giác của phượng huyết chu sa, khi mộc trưởng quỹ lấy ra màu tràm, quý diệu đình kích động màu tràm đẹp thế này, chỉ có tủ thái các mới có. Màu lam của vải tơ là phổ biến nhất, nhiều người dùng nhất. Màu lam vì cuối, có thể dùng bản in lồi hoặc chạm rỗng giấy các tông để nhuộm ra các loại khác nhau. Có thể dùng chất mặn để nhuộm vải lụa chưa qua xử lý, sau đó tan đi chất mặn sẽ biến thành màu trắng đa dạng. Dùng bột keo để phong thuốc nhuộm, sau khi nhuộm, gỡ bỏ lớp keo sẽ hiện ra màu đa dạng. Trong phường nhuộm, thuốc nhuộm màu hồng và lam được sử dụng nhiều nhất. Cho giỏi hơn thầy, màu chảm kém sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả nhuộm, không lạ khi quý diệu đình vui mừng. Xem qua nhiều loại thuốc nhuộm, quý diệu đình và mộc trưởng quỹ bàn về giá tiền. Mộc trưởng quỹ có nhiệm vụ, cố gắng khuyên quý diệu đình nhập nhiều hàng, nghĩ đến nhiều lợi nhuận cho gia đình. Phượng huyết chu sa giá cao, nhưng lượng dùng không nhiều. Tốn tiền nhiều nhất là màu tràm loại lam này giống màu của chim vẹt, nên được gọi là nhuộm vải tơ bằng màu này sẽ có ánh sáng lấp lánh, vải vóc, vì thế mà giá trị cao. Quý Diệu Đình tính toán rồi nói. Một trường quỹ, thuốc nhuộm đều là hàng thượng đẳng, không thể chê. Giá ngài đưa cũng hợp lý, chỉ là phường nhuộm nhà ta lời ít, không mua nổi nhiều trang điểm lam thế này. Mộc trường quỹ thờ dài. Trang điểm lam thượng đẳng, mỗi năm chỉ chế một lần. Đây là nhóm hàng cuối cùng. Bỏ qua, sang năm mùa đông mới có hàng. Đầu mùa xuân, phường nhuộm vào mùa thịnh vượng, giá thuốc nhuộm tăng, trang điểm lam thượng đẳng trên thị trường đắt hơn 3-4 lần. Còn chưa biết có hàng không? Giá tụ thái cắt so với nhà khác thấp nhất thành, qua lại là tranh lệch năm thành. Quý Diệu Đình có chốt tiếc nuối. Mua nhóm hàng này đủ cho phường nhuộm dùng 2 năm. Nhưng mua nhóm này, trên chứng chỉ còn 1.000 quán tiền. Mùa đông cưới vợ, ngày gần kề hắn nghĩ rằng năm trước gì sẽ trả tiền, sang năm đầu mùa xuân phường nhuộm tiếp việc, không lo thiếu tiền mặt. Quý anh anh ở nhà cũng giúp quản sổ sách, biết rõ nhà còn bao nhiêu tiền mặt, nhìn sắc mặt ca ca hiểu vài phần. Mộc trưởng quỹ, chúng ta huynh muội bàn một lát được không? Mộc trưởng quỹ dặn người dâng trà, lui ra khỏi phòng, để huynh muội bàn bạc. Đợi hắn đi rồi, quý anh anh mới nói nhỏ. Ca, lội trắng đó sang năm tháng tư mới đến kỳ, Xuân tầm nhanh nhất cũng tháng tư hạ tuần mới ra, phường nhuộm tiếp việc chỉ lấy tiền đặt cọc, giao hàng mới thanh toán. Làm nhanh cũng tháng năm mới có doanh thu, trường an xa quá, lỡ gì không trả tiền chúng ta làm sao? Quý Diệu Đình nghĩ đến tranh lệch giá 4 năm thành, kiên nhẫn giải thích. Chính vì vậy, ca mới muốn mua trang điểm lam. Trước khi tầm tơ ra, chúng ta nhuộm vải xanh tơ xanh. Đến lúc tơ sống, lại nhuộm tơ. Mùa đông sẽ không thiếu việc. Quý anh anh thăm dò ra ngoài nhìn quanh, thấy không có ai nghe lén, mới nói ý kiến của mình. Ca, không cần mua trang điểm lam thượng đẳng này, mua màu xanh thường là được. Lần trước ta tình cờ phát hiện cách chiết xuất trang điểm lam. Nhuộm da giống hệt vẹt lam. Hơn nữa, có thể nhuộm lại. Xanh thành lục, mùa đông nhuộm lục, xuân cắt may vừa hợp. Mua trang điểm lam rẻ tiết kiệm nhiều tiền. Về nhà ta nói ngươi cách, đừng để mẹ biết. Đúng rồi. Hắn sao quên được muội muội còn có tài như vậy? Kiếm tiền không dừng lại ở tranh lệch giá năm thành này. Quý Diệu Đình vui vẻ cười, "Được, theo ý ngươi, nhưng Mộc trưởng quý đã giữ lại thuốc nhuộm thượng đẳng này cho chúng ta, mua một ít là được." Thấy ca ca chấp nhận ý kiến của mình, Quý Anh Anh vui vẻ nói, "Chúng ta cũng không cần mua, đợi sang năm giá thuốc nhuộm tăng, bán ra ngoài, không phải tốt hơn sao?" Quý Diệu Đình ngẩn ngơ, vỗ chán sao hắn lại không nghĩ ra điểm này muội muội có thể dùng thuốc nhuộm thường nhuộm ra hàng thượng đẳng giá trị vẹt trang điểm lam ở mùa thịnh vượng có tranh lệch năm thành sao không bán để kiếm lợi nhuận hắn hương phấn nói vậy thì mua hết vẹt lam sang năm chúng ta có thể kiếm nhiều lợi nhuận hắn phấn khích chỉ tay quý anh anh cười khổ ca ta đưa ra ý kiến vì thiếu tiền chúng ta không đủ tiền mặt đừng tham lam có lợi nhuận là tốt rồi mua ít thôi Hai huynh muội hạ giọng nói chuyện, nhưng không qua được tai của mộc trưởng quý bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng đặt lại tấm gỗ trên tường, mặt đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ triệu gia đã biết quý nhị nương cũng học được kỹ năng nhuộm? Nghe nói quý anh anh nhuộm giỏi hơn cả bí truyền của quý đại lang. Tiếc rằng cận sư gia phải đi trước, nếu không có thể thương nghị lại, có nên đưa quý anh anh vào kế hoạch không? Hắn trong phòng chờ hết chén trà, lúc này mới cười tươi đi tới nghe lén hai người nói chuyện, biết rõ quý diệu đình sẽ không giúp hết tiền mua thuốc nhuộm, mộc trường quỹ nghĩ ra kế khác. Nhóm hàng này là để lại cho ngươi, phường nhuộm hoán hoa là khách hàng cũ, đáng tin. Thế này nhé, ngươi đem thuốc nhuộm đi, phần nhiều cứ để lại, sang năm tháng 2 trả hết là được. Ha ha, và tháng 2, giá sẽ tăng, ta cũng không thiệt. Bốn tháng, chỉ cần trả hết nợ, nhóm màu tràm thượng đẳng này sẽ thuộc về quý gia. Sang tháng tư mùa thịnh vượng của xuân tầm, bán ra, sẽ có lợi nhuận chênh lệch 3-4 lần. Sự hấp dẫn không nhỏ, ngay cả quý anh anh cũng do dự, quý diệu đình nghĩ đến vợ sắp về, trong nhà thêm người. Lợi nhuận tăng thêm, đồ cưới của muội muội cũng có thể nhiều hơn. Hắn cắn răng quyết định, đa tạ mộc trường quý. Ca ca đã quyết định, quý anh anh cũng không khuyên thêm. Thực sự không có tiền, ổn định giá chuyển cấp quen biết phường nhuộm cũng không thiệt ký phiếu nở, mộc trưởng quỹ dặn người vận thuốc nhuộm đến hoán hoa phương. Hai huynh muội lên xe la rời tụ thái các. Nhìn xe la đi xa, mộc trưởng quỹ cười thoải mái. Người có tính toán thế nào, cũng không qua được kế của chủ nhân ta. Hắn trở lại hậu viện, viết lại cuộc trò chuyện của hai huynh muội, dặn người nhanh chóng đưa cho cận sư ra. Xe la đi ngang qua tiệm đồ gỗ thịnh ra, dừng lại ở phố đối diện. Quý anh anh không xuống xe, nàng nhẹ nhàng nhấc rèm cửa sổ nhìn trộm qua phố đối diện phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn